Hi, đây là KNew, chuyên mục mới và cập nhật những tin tức nóng hổi nhất liên quan tới thiết bị vệ sinh và thiết bị nhà bếp của Kim Quốc Tý. Nếu mà không có gì thay đổi thì hiện nay đang là mùa hè rồi. Và để mà giải tỏa cái cơn nóng của mùa hè thì thiết bị vệ sinh Toto cũng vừa mới tung ra một chương trình khuyến mãi cực sốc lên đến 25% cho tất cả các sản phẩm của hãng. Nào, cùng tìm hiểu ngay nhé. Trong tình hình dịch bệnh Covid đang có những tiến triển phức tạp, có thể nói thì nắp rửa điện tử wireless là một trong những sản phẩm đột phá của Toto, mang đến nhiều tiện ích cho người dùng. Ví dụ như công nghệ phun sương khử trùng e-waterplate có thể tiêu diệt đến 99,99% vi khuẩn, hay vòi rửa đa chức năng, nắp đóng mở tự động, sưởi ấm bệ ngồi, khử mùi, sấy khô. Và tất nhiên, đây là một quyết định vô cùng tuyệt vời nếu như bạn chọn cho mình những chiếc bồn cầu điện tử hoặc là những chiếc bồn cầu như thế này được kết hợp chung với lại nắp rửa wireless. À, một lưu ý mình muốn nhắc với mọi người đó là nó đang được khuyến mãi và chúng ta có thể tiết kiệm từ 8 cho đến 10 triệu đồng khi mà chọn mua những bộ sản phẩm như vậy đó. Vậy trong trường hợp nếu như gia đình của chúng ta đã có sẵn bồn cầu thì sao? Đừng quá lo lắng khi mà chúng ta có thể chọn mua những nắp rửa điện tử kết hợp chung. Và trong chương trình khuyến mãi ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể tiết kiệm được từ 3 tới 9 triệu đồng khi mà mua riêng nắp rửa điện tử đó. Nắp rửa điện tử wireless được xem là một cái giải pháp đối với những người có bệnh về đường tiêu hóa thì việc vệ sinh bằng giấy hay là vòi sạch sẽ gây ra sự khó chịu, đau rát. Đầu tiên, chúng ta sẽ có cái vòi rửa trộn bọc khí thì các tia nước trộn bọc khí sẽ tạo ra một cái dòng nước êm ái và nhẹ nhàng. Thứ hai, đa dạng về chế độ vòi rửa tự động, đặc biệt là các chế độ massage dao động vòi rửa và massage bằng nhịp nước ấm giúp trải nghiệm vệ sinh thoải mái và thư giãn. Và đây cũng chính là giải pháp thay thế hoàn toàn cho giấy vệ sinh và vòi xịt truyền thống. Thứ ba, đó chính là vòi rửa có thể điều chỉnh áp lực nước và vị trí vòi rửa. Người dùng có thể tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của cá nhân. Và cuối cùng, đó chính là chức năng sấy khô với nhiệt độ ấm, tùy chỉnh giúp người dùng được khô ráo, sạch sẽ sau khi đi vệ sinh. Còn với những loại bồn cầu được kết hợp chung với lại nắp rửa cơ hoặc đơn giản chỉ là nắp rửa cơ các bạn mua riêng thì cũng đang có chương trình khuyến mãi giảm từ 1 cho đến 4 triệu đồng. Hơn nữa, với những dòng bồn cầu một khối cao cấp thuộc dòng 889, 887, 885 và 855 cũng đang có chương trình khuyến mãi vô cùng tốt. Ở phân khúc tầm trung thì khách hàng cũng có thể nhanh tay sở hữu cho mình một chiếc bồn cầu 2 khối với giá giảm chỉ từ 4 triệu mà thôi. Có thể nói, ưu điểm trong cái bộ chương trình khuyến mãi lần này đó chính là cái combo khuyến mãi bao gồm cầu, la, sen, vòi đang được khuyến mãi với giá cực kỳ tốt luôn. Nếu chịu tính toán một tiếng thì các bạn sẽ nhận thấy đó là chỉ với hơn 2 triệu thì các bạn cũng đã có thể sở hữu được bồn cầu CS300DT3i1 khi mà chúng ta mua kèm trong combo rồi. Với những sản phẩm khác mà cụ thể đó chính là chậu rửa mặt như chậu rửa mặt treo tường nè, chậu rửa mặt đặt bàn thì hiện nay cũng đang trong cái chương trình khuyến mãi mà chúng ta cũng có thể kết hợp chung với lại vòi chậu nè, sen tắm thì nó sẽ có giá khuyến mãi từ 15 cho đến 20% tùy vào loại sản phẩm mà các bạn lựa chọn. Một lưu ý với mọi người đó là chương trình khuyến mãi của Toto thì sẽ được kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Vậy các bạn còn chần chừ gì mà không đến ngay với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam? À, lưu ý đó là nếu như các bạn mua hàng trong cái thời gian này thì chúng ta sẽ có cơ hội được nhận giải thưởng đó là một chiếc quạt điều hòa không khí hoặc là rất là nhiều cái bộ sản phẩm chén sứ cao cấp đến từ thương hiệu Ferrari đó. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ những video của tụi mình trên kênh Kim Quốc Tiến Official. Và nếu như bạn thấy video này hay và bổ ích thì cũng đừng quên like, subscribe giúp cho mình để mà mình có thêm động lực cho những video đằng sau này nha.